Hồi thứ 116 Đường Hán Trung, Trung hội chia quân Núi Định Quân, Võ Hầu, Hiển Thánh Đây nói, Tư Mã Chiêu bảo với thiệu đế rằng Trong chiều, lắm người nói không nên đánh thuộc, thế là nhút nhát Nếu cho họ ra đánh gượng thì tất thua Chỉ có Trung hội bày kế đánh thuộc, thế là không nhát Không nhát thì chắc phá được thuộc đấy Thục vỡ rồi, người thục ruột gan tan nát. Tướng đã bị thua, không còn nói là dũng. Quan đã mất nước, khó lòng nghĩ khôn. Dù cho trung hội có bụng nào, người thục giúp làm sao được. Đến như người ngụy đánh thắng rồi, tất mong về, quyết không chịu theo trung hội làm phản. Thì cũng không phải lo đến nữa. Ta chỉ nói cho mình mới biết thôi, chứ có để lộ ra ngoài nhé. Thiệu đế bái phục. Nói về trung hội, hạ trại đâu đấy, lên trướng hội các tướng lại truyền lệnh. Bây giờ có giám quân vệ quán, hộ quân hồ liệt. Đại tướng là bọn Điền Tục, Bàng Hội, Điền Trương, Viên Thanh, Khâu Kiến, Hạ Hầu Hàm, Vương Mãi, Hoàng Phủ Khải, Câu An, cả thầy hơn 80 viên. Hội truyền lệnh rằng, phải có một đại tướng làm tiên phong Đi đến đâu Gặp núi phải mở đường Gặp sông phải bắt cầu Có ai dám nhận việc ấy không Một người bước ra thưa rằng Tôi xin lĩnh trước ấy Hội nhìn xem Đã ra con hổ tướng Hứa chữ là hứa nghi Trung quân đều nói Vì người ấy không ai làm nổi tiên phong đâu Hội nói người là tướng mình khổ tay vượn cha con cũng có tiếng cả nay các tướng đã bầu cho ngươi ngươi nên đeo ấn tiên phong này lĩnh năm nghìn quân mã một nghìn quân bộ đến thẳng hán trung quân chia làm ba đường người lĩnh trung quân ra đường tả cốc tả quân ra đường lạc cốc hữu quân ra hang tý ngọ ba đường đều núi non gặp gành Người phải bắt quân san phẳng đường cái, sửa sang cầu cống, dọn đá, phá núi, chớ đè trở ngại. Nếu trái lệnh, sẽ a chiều quân Pháp trị tội. Hương Nghi lĩnh mệnh dẫn quân đi trước. Trung hội kéo 10 vạn quân đi sau. Nói về Đặng Ngải ở Lũng Tây, nhận được chiếu đánh thục, sai tư mã vọng giữ mặt dợ Khương. Lại sai thứ sử Ung Châu là gia cát tự Thái thú Thiên Thủy là Vương Kỳ. Thái thú Lũng Tây là Khiên Hoàng. Thái thú Kim Thành là Dương Hân. Người nào cũng phải khởi quân mã bản bộ, chờ lệnh sai khiến. Khi quân mã họp đông cả, Đặng Ngải đêm nằm mơ thấy trèo lên một trái núi cao, nhìn vào Hán Trung. Chợt ở dưới chân có một ngọn suối chảy tóe ra như thác. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra như tắm. Ngài ấy ngồi đợi cho đến sáng, gọi hộ vệ là Thiệu Tố và hỏi. Tố vốn tinh hiểu dịch lý. Ngài ấy kể lại mộng ấy, mượn đoán xem hay dở làm sao. Tố nói, kinh dịch có câu, trên núi có nước là quẻ kiển, quẻ ấy lợi về mặt Tây Nam, không lợi về mặt Đông Bắc. Đức Hồng Tử giải nghĩa rằng, què kiển lợi mặt tây nam nghĩa là đi thì có công không lợi về mặt đông bắc nghĩa là đi ra đó thì đường cùng cứ như mộng ấy tướng quân đi chuyến này tức là đánh được thủ nhưng chỉ e không trở về được mà thôi ngài nghe nói buồn giàu không vui chợt có hịch của trung hội đưa đến hẹn cất quân cùng đến cả hán trung ngài mới sai ra cắt tự dẫn 15.000 quân, trước hết chặn đường Khương Duy về. Sai Vương Kỳ dẫn 15.000 quân tự mé tả đánh vào đạp trung. Khiên Hoàng dẫn 15.000 quân từ mé hữu đánh đến đạp trung. Lại sai Dương Hân dẫn 15.000 quân đón đánh sau lưng Khương Duy ở Cam Tùng. Ngài tự dẫn 3 vạn quân đi lại tiếp ứng cho các mặt. Nói về trung hội khi cất quân đi. Các quan tiễn ra ngoài thành. Tinh kỳ dợp trời, gươm giáo sáng khoắc, quân mã hùng tráng, oai phâm, lẫm liệt lắm. Ai cũng nức nở khen ngợi. Chỉ có tham quân là lưu thực, tùm tìm cười nhạt, không nói câu gì. Thái úy vương tường, thấy lưu thực cười mát làm vậy. Đến gần ngựa, cầm tay thực, hỏi rằng. Trung đặng hai người đi chuyến này thế nào? thực nói chắc phá song thuộc nhưng chỉ ngại không ai trở về được đến nhà vương tường hỏi cớ làm sao lưu thực chỉ cười không nói khi quân ngụy đã kéo đi có quân tế tác báo tin ấy vào đạp trung cho khương duy biết duy lập tức dâng biểu tâu với hậu chủ xin giáng chiếu sai tả xa kỵ tướng quân là trương dực lĩnh quân giữ cửa ải Dương An. Hữu xa kỵ tướng quân là Lưu Hóa, lĩnh quân giữ cầu Âm Bình. Hai sư ấy rất là khẩn yếu. Nếu để mất thì Hán Trung cũng không giữ được. Một mặt sai người sang ngô cầu cứu. Còn Duy thì cất quân đạp Trung ra chống giặc. Bây giờ hậu chủ cải năm cảnh diệu thứ sáu, làm năm viêm hưng thứ nhất. Ngày ngày cùng với hoạn quan hoàng hạo vui chơi ở trong cung khi ấy tiếp được biểu của khương duy liền hỏi hoàng hạo rằng nước ngụy sai trung hội đặng ngải đem đại quân chia đường vào cướp nước ta làm thế nào bây giờ hạo tâu rằng đây là khương duy muốn lập công cho nên dâng biểu này xin bệ hạ quan tâm chớ nên lo nghĩ tôi nghe ở trong thành có một bà đồng thờ một vị thần biết trước việc hay giờ. Bệ hạ nên cho đòi vào mà hỏi. hậu chủ nghe lời, bày đồ hương hoa vàng đến và đổ tế vật ở hậu điện. Rồi sai hoàng hạo đón bà đồng vào cung mời ngồi trên sập rồng. Hậu chủ đốt hương khấn vái. Bà đồng bỗng dưng xóa thóc nhảy lên điện, múa may diễu lượn ở trước hương án vài chục vòng. Hạo nói, đó là thần đã giáng đấy. Bệ hạ nên cho tả hữu ra ngoài, rồi ngài thân vào mà kêu khấn. Hậu chủ đuổi thị thần ra, rồi lạy hai lạy kêu khấn. Bà Đồng thét lên rằng, ta là thổ thần ở xứ Tây Xuyên này đây. Bệ hạ vui vẻ thái bình, can gì phải hỏi đến việc khác. Sau vài năm nữa, bờ cõi nước ngụy cũng về cả tay bệ hạ. Bệ hạ không phải lo chi nói đoạn ngã xuống đất mê man nửa giờ mới tỉnh. Hậu chủ mừng lắm, ban thưởng cho bà đồng rất hậu. Từ đó tin lời đồng bóng, không nghe lời Khương Duy, ngày nào cũng mở tiệc vui chơi. Một hôm Hoàng Hạo đang từ trong cung bước ra ngoài, thì đúng lúc quan Hoàng Môn đem cung văn khẩn cấp của các tướng giữ ải trình hậu chủ. Hạo nhận giấy tờ định đem trình hậu chủ. Nhưng lại nhớ đến việc tiến cử bà Đồng, sợ mất tín nhiệm, bèn dứt khoát dấu công văn đi. Khương Duy mấy phen tâu về, đều bị Hoàng Hạo dìm đi. Hậu chủ không hề hay biết gì, vì thế hỏng cả việc lớn. Đây nói Trung hội kéo quân lần lần đến Hán Trung. Tiền phòng hứa nghi muốn lập công đầu, lĩnh quân đi trước đến Nam Trịnh. Nghi bảo với các tướng rằng, đi qua cửa ải này, tức là Hán Trung rồi. Quân mã trên ải không có bao nhiêu, chúng ta nên cố sức cướp lấy. Các tướng tuân lệnh kéo ùa cả vào. Tướng giữ ải là Lư Tốn, biết trước quân ngụy sắp đến, đã phục sẵn quân sĩ ở hai bên cầu gỗ trước ải. Giàn sẵn nỏ bắn 10 tên một lượt của võ hầu để lại. Quân của Hương Nghi vừa đến nơi. Tốn nổi một hiệu cồng hai bên tên đạn bắn ra như mưa nghi vội rút về thì vài mươi tên kỵ đã bị bắn chết quân ngụy thua chạy nghi về báo với trung hội hội dẫn hơn một trăm giáp sĩ dưới trướng cưỡi ngựa đến xem quả nhiên cung nỏ bắn ra dữ lắm hội quay ngựa về liên tốn ở trên ải dẫn năm trăm quân đánh xuống hội quất ngựa chạy qua cầu đất lở sụt xuống chân ngựa móc vào khe cầu không cất lên được hội phải nhảy xuống ngựa chạy bộ liên tốn đuổi kịp cầm thương phóng theo không ngờ bị tướng ngụy là tuân khải quay mình bắn lại một phát liên tốn trúng tên ngã ngựa trung hội thừa thế thúc quân quay lại cướp ải quân trên ải nhân có quân thục ở trước mặt không dám bắn tên ra bị trung hội đánh tan cướp ngay được ải Trung hội cất tuân khải liên làm hộ quân, thưởng cho một bộ yên cương và khôi giáp, rồi gọi Khương Nghi đến mắng rằng. Người làm tiền phong lẽ phải gặp núi mở đường qua sông Bắc Cầu. Chỉ có một việc sửa sang đường xá cho tiện quân đi. Thế mà ta vừa bước chân lên cầu thì đã bị sụt mắc chân ngựa, suýt nữa xa xuống. Ra không có tuân khải thì ta đã bị giết rồi. Người làm trái quân lệnh phải theo quân pháp mà trị tội mới được. Nói đoạn quát tả hữu, lôi hứa nghi ra chém. Các tướng can rằng, chả hắn là hứa trừ, có công to với triều đình. Xin đồ đốc hãy khoan thứ cho. Hội nổi giận nói, quân pháp không minh thì sao sai khiến được mọi người. Bèn sai chém đầu hứa nghi, dân chúng, các tướng ai nấy đều sợn gai ốc. Bây giờ tướng thục là vương hàm, giữ lạc thành, tưởng bân, giữ hán thành thấy quân ngụy thế to lắm không dám ra đánh chỉ đóng chặt cửa giữ vững trung hội truyền lệnh rằng việc binh cốt phải nhanh không được chỉ hoãn bèn sai tiền quân lý phụ vây lạc thành hộ quân tuân khải vây hán thành hội tự dẫn đại quân đến lấy cửa dương an tướng giữ ải dương an là phó thiêm và phó tướng tưởng thư hai người bàn kế chiến thủ với nhau Tưởng thư nói: "Quân Ngụy đông lắm, thế chúng quân ta không đương nổi, không bằng cố thủ là hơn cả." Phó Thiêm thì nói: "Quân Ngụy từ xa lại đến, tất nhiên mỏi mệt, dù nhiều cũng không đáng sợ. Chúng ta nếu không xuống ải mà đánh thì hai thành Hán Lạc đều hỏng cả." Tưởng thư nín lặng không nói gì. Chợt có tin báo quân Ngụy đã đến trước ải, Tưởng phó hai tướng lên ải đứng xem trung hội trỏ roi lên gọi rằng ta này thống lĩnh mười vạn quân đến đây nếu các người hàng sớm ngày đi thì cho giữ nguyên trước tước nhược bằng ngu mê không hàng ta phá vỡ quan hải ấy. bây giờ ngọc đá cũng đều tiêu thì đừng có kêu nhé phó thiêm nổi giận sai tưởng thư giữ ải tự mình dẫn ba nghìn quân kéo xuống đánh trung hội rút chạy phó thiêm đuổi theo quân ngụy hợp lại đánh Phó Thiêm toan chạy về Thì đã thấy trên ải dựng toàn cờ hiệu nước ngụy cả rồi Tưởng Thư gọi rằng Ta đã hàng ngụy rồi Thiêm nổi giận mắng lớn Quần vong ơn bội nghĩa kia Còn mặt nào trông thấy thiên hạ nữa Liền quay ngựa lại cố đánh nhau Quân ngụy vây kín cả bốn mặt Thiêm sung pha đánh giết Nhưng cũng không sao thoát được Quân thuộc mười phần đã chết mất tám chín Thiêm ngẩng mặt lên trời than rằng Ta sống làm tôi nhà thuộc Chết cũng nên làm ma nhà thuộc Nói đoạn lại thúc ngựa đánh giết Bị quân thuộc đâm trúng vài nhát dao Máu me loang cả áo giáp Cả con ngựa cưỡi cũng bị đâm ngã Thiêm liền tự vẫn chết Có thơ than rằng Lòng chung trong một lúc Tiết nghĩa để nghìn thu Thà như phó thiêm chết còn hơn sống tưởng thư. Đây nói, Trung hội lấy xong được cửa Dương An, thu được lương thảo, khí giới rất nhiều. Hội mừng lắm, khao thưởng ba quân. Đêm hôm ấy, quân ngụy ngủ gà ở trong thành Dương An. Chợt trên mé Tây Nam, có tiếng reo nổi lên như sấm. Hội kíp ra chướng nghe ngóng, thì đều lặng ngắt như tờ, không thấy động tĩnh gì cả. Quân Ngụy sợ hãi cả đêm hôm ấy không dám ngủ. Từ canh ba trở đi, lại thấy tiếng reo ở góc tây nam. Trung hội kinh hãi, sai người do thám. Người ấy về báo rằng, đã đi xa ngoài mười dặm, tịnh không thấy bóng một người nào. Hội hồ nghi, tự dẫn hơn một trăm kỵ, nai nịt gọn gàng, đi về mé tây nam, tuần tiễu. Đến một trái núi, thấy có sát khí bốn mặt bốc lên mây mù tỏa kín đỉnh. Hội kìm ngựa lại, hỏi quan hướng đạo rằng, đây là núi gì? Quan hướng đạo bẩm đây là núi Định Quân. Ngày xưa Hạ Hầu Uyên mất ở đây. Hội buồn giàu không vui, quay ngựa trở về. Đi qua một sườn núi, bỗng dưng nổi cơn rông gió, rồi có vài nghìn kỵ ở mé sau theo chiều gió kéo đến. Hội giật mình, tế ngựa dẫn quân cắm đầu chạy các tướng ngã ngựa rất nhiều. Về đến cửa ải, kiểm lại thì không thiệt một người nào. Chỉ bị ngã xây mày sắc mặt và rơi mất trỏ mũ mà thôi. Mọi người nói với nhau rằng, trong đám mây mù có quân mã kéo đến. Khi tới sát mình thì không thấy giết hại người. Thế ra chỉ là một cơn gió lúc thôi. Hội hỏi hàng tướng là tưởng thư rằng, Ở núi định quân này có thần miếu nào không? Thư nói, ở đây không có đỉnh miếu nào, chỉ có ngôi mộ gia cót võ hầu thôi. Hội kinh hãi nói. Đây tất là võ hầu hiển thánh đó, ta phải thân vào tế mới được. Hôm sau, trung hội sai mổ châu và dùng đủ đồ tế vật, đem đến trước mộ võ hầu tế bái. Hội thân vào lậy, khấn vái một hồi. Tế xong, cơn gió giữ tắt ngay, mây mù quang đãng phây phẩy gió mát điểm một vài hạt mưa lấm tấm khí giới trong sáng như thường côn ngụy mừng lắm cùng vào lạy tạ rồi trở về doanh trại đêm hôm ấy trung hội ở trong trướng nằm ngủ trên kỳ chợt thấy một con gió mát thoảng qua rồi có một người đội khăn lượt cầm quạt lông áo hạc giày trắng đai thâm mặt đẹp như ngọc môi đỏ như son mày thanh, mắt sáng, mình dài tám thước, phần phơ như thần tiên, lững thững bước vào trong chướng Hội đứng dậy ra đón vào hỏi rằng, Ngài là ai đấy? Người ấy đáp rằng, Sáng hôm nay, người có biết đến ta, vậy ta có vài lời bảo cho người biết. Này lộc nhà Hán đã suy, mệnh trời không sao cưỡng được. Xong nhân dân ở trong hai xuyên, mắc phải nạn binh đao, rất nên thương xót người có vào cõi này chớ nên giết hại sinh linh nói xong rũ tay áo đi ra hội muốn kéo lưu lại thì sực tỉnh té ra là một giấc mộng hội biết võ hầu linh ứng kinh hãi không biết ngần nào mới truyền lệnh dựng một lá cờ trắng ở trong quân đề bốn chữ bảo quốc an dân quân đi đến đâu cấm không được giết càn một người nào hễ giết người phải đền mạng. Bởi thế, nhân dân trong Hán Trung ra cả thành đón rước lại hàng. Hội đều lấy lời an ủi, không tơ hào phạm đến của dân. Người sau có thơ khen rằng, Mấy vạn âm binh giữ định quân, khiến Trung hội phải tế linh thần. Sống hay đặt kế phò vua Hán, chết vẫn còn lời giúp thục dân. Nói về Khương Duy ở Đạp Trung, nghe tin quân ngụy kéo đến liền truyền cho lưu Khóa, trương dực đồng quyết dẫn quân đi tiếp ứng các mặt một mặt dàn sẵn quân đợi quân ngụy một lát quân ngụy kéo đến duy dẫn quân ra địch đại tướng ngụy là vương kỳ quất ngựa ra gọi rằng Tà này có trăm vạn đại quân nghìn viên thượng tướng chỉ làm hai mươi đường kéo xe đã đến thành đô rồi Người không hàng đi cho mau Còn muốn kháng cự Sao không biết lòng trời thế vậy Duy nổi giận Vác thương quất ngựa ra đánh nhau với Vương Kỳ Chưa được ba hiệp Kỳ thua chạy Duy thúc quân đuổi theo Đuổi hơn hai mươi dặm Bỗng nghe chiêng trống rầm rĩ Rồi một toán quân kéo ra Trên cờ hiệu đề rõ Thái thú lũng tây Là khiên hoàng Duy cười nói Đồ chuột chết đâu phải địch thủ với ta. Liền thúc quân đuổi giết, được 10 dặm nữa thì gặp Đặng Ngải dẫn quân đến. Hai tướng đánh nhau lộn bậy, Duy hăm hở đánh nhau với Đặng Ngải hơn 10 hiệp, chưa phân thắng bại. Bỗng lại nghe tiếng chiêng trống nổi lên ở mé sau. Duy vội vàng rút quân về, thì hậu quân báo rằng các trại ở Cam Tùng đã bị thái thú Kim Thành là Dương Hân đốt phá mất rồi. Duy giật mình, sai phó tướng dương cờ hiệu của mình, ở lại chống nhau với đặng ngài. Còn mình thì dẫn hậu quân quay về cứu trại Cam Tùng. Về đến nơi vừa gặp Dương Hân. Hân không dám giao chiến, chạy lẻn vào trong đường núi. Duy đuổi theo, đến dưới sườn núi, thì đã gỗ ở trên ném xuống như mưa. Duy không tiến lên được, phải trở về. Đến nửa đường, thì đặng ngải đã đánh tan nát quân thục rồi dẫn một đội quân đến vây khương duy duy phá vỡ vòng vây chạy về chạy lớn giữ vững đợi quân đến cứu chợt có ngựa lưu tinh về báo rằng trung hội đánh vỡ cửa dương an tướng giữ ải tưởng thư hàng ngụy còn phó thiêm thì tử trận hán trung đã thuộc về quân ngụy rồi tướng giữ lạc thành là vương hàm tướng giữ hán thành là tưởng bân thấy mất hán trung cũng mở cửa ra hàng nốt rồi hồ tế không chống cự nổi phải chạy trốn về thành đô cầu cứu duy nghe báo giật mình sai lập tức nhổ chạy đêm hôm ấy quân đến cửa cương xuyên gặp dương hân dẫn quân chặn đường duy nổi giận thúc ngựa vào đánh mới một hiệp dương hân đã thua chạy duy dương cung bắn luôn ba phát không tin tức mình bẻ gãy cung vứt đi cầm thương sấn vào đuổi đánh không ngờ ngựa quỵ chân trước hất duy ngã lăn xuống đất dương hân vội vàng quay ngựa lại giết duy nhảy choàng dậy đâm một nhát thương trúng vào giữa trán dương hân quân ngụy kéo ùa cả đến cứu được dương hân chạy đi duy nhảy lên ngựa của thủ hệ toan đuổi theo thì quân đặng ngải cũng vừa đến duy đầu đuôi không cứu được nhau bèn thu quân về cướp hán trung có tiêu mã báo tin thứ sử ung châu là gia cát tự đã chặn mất đường về rồi duy mới hạ trại giữ nơi núi hiểm quân ngụy đóng ở đầu cầu âm bình duy tiến thoái hết đường thở dài than rằng trời hại ta đấy Phó tướng là Ninh Tùy nói: Quân Ngụy tuy chặn cầu âm bình của ta, nhưng quân giữ Ung Châu rất ít. Tướng quân nếu từ trong hang khổng hàm đi tắt đến lấy Ung Châu, gia ca tự tất phải triệt quân âm bình về cứu. Bây giờ tướng quân sẽ dẫn quân chạy ra giữ kiếm cát thì hán trung có thể lấy lại được. Duy nghe lời liền kéo quân vào cửa hang khổng hàm giả vờ đến cướp ung châu. Quân tế tác báo với Gia Cát Tự, tự thất kinh, nói. Ung Châu là chỗ hợp binh của ta. Lỡ xảy ra sự gì, triều đình tất nhiên bắt tội đến ta. Bèn rút đại quân đi đường phía nam về cứu Ung Châu, chỉ để ít quân ở lại giữ cầu. Khương Duy đi đường phía bắc, ước được 30 dặm, biết rằng quân Ngụy đã khởi hành, mới quay lại đổi hậu đội làm tiền đội kéo về cầu âm bình quả nhiên đại quân ngụy đã rút chỉ còn lơ thơ một ít ở lại duy đánh giết một trận tan nát đốt sạch cả doanh trại gia cát tự trông thấy đầu cầu bốc cháy bèn dẫn quân quay lại thì quân khương duy đã đi khỏi được nửa ngày rồi vì thế không dám đuổi theo nữa lại nói khương duy dẫn quân ra khỏi cầu Vừa đi được một thôi thì gặp Trương Dực, Lưu Hóa. Duy hỏi chuyện. Dực nói. Hoàng Hạo tin đồng cốt, không chịu phát binh cho. Tôi nghe tin Hán Trung nguy cấp, cất quân lại cứu. Thì cửa Dương An đã bị trung hội lấy mất rồi. Này nghe tướng quân bị vây ở đây, cho nên dẫn quân đến tiếp ứng. Hoa nói. Này bốn mặt giặc vây mất cả. Đường Mang lương không đi được. Chỉ bằng lui về giữ cửa kiếm cát rồi sẽ liệu kế khác duy còn phân vân chưa quyết bề nào chợt có tin báo trung hội đặng ngài chia quân làm mười đường kéo đến duy muốn cùng trương dực liêu hóa chia quân ra địch hoa nói đất bạch thủy này chật hẹp không phải chỗ đánh nhau được nên lui về giữ kiếm cát là hơn nếu mất nốt kiếm cát thì tuyệt hết đường đi lại duy nghe lời dẫn quân kéo đến cửa kiếm gác gần đến nơi bỗng thấy còi trống vang tai tiếng reo như sấm tinh kỳ dựng lên tua tủa một toán quân chặn trước cửa ải đó là hán địa không còn nơi hiểm trở kiếm môn bỗng nổi trận phong ba không biết toán quân ấy là quân nào xem hồi sau phân giải.